Hi, chào mừng tất cả các bạn và các anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bado Official. Ở video này mình sẽ chia sẻ tất cả các anh chị và các bạn về cái cách sử dụng tab trong cái soạn thảo văn bản. Đối với một số mà các anh chị mà chuyên ngồi đánh văn bản thì tab nó là một trong những cái công cụ giúp ích cho chúng ta sử dụng xử lý văn bản rất là nhanh. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị sử dụng tab. Thì khi để sử dụng tab thì các anh chị nên chú ý khi mà các anh chị mở Word ra thì các anh chị phải thấy bản Word được là trên cái thanh thước. Chúng ta phải có cái thanh thước để chúng ta canh tab cho nó dễ, tại trên đây nó sẽ có số. Thì nếu các anh chị mình nếu mà lỡ trong cái Word của chúng ta mà không thấy cái thước, khi mà các anh chị mở Word lên mà nó không thấy canh thước như thế này, thì các anh chị vào trong cái menu lệnh là View ha, View. Sau đó các anh chị vào trong Ruler, tức là thanh thước thì nó sẽ tích vào trong Ruler thì nó sẽ hiện ra thanh thước thế này. Thì để đánh cái văn bản thì thông thường các bạn và các anh chị sẽ thấy trên này nó có sẽ cái đó tiêu đề ha. Ở bên này nó có Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nè. Thì để đánh tiêu đề á, để cho nhanh á, thì các anh chị phải lập tab. Thì tab ở đây á, thì các anh chị thích cách thứ nhất là các anh chị lít đôi vào ở trên thanh thước nè. Đây các anh chị lít hai cái vào trong thanh thước. Ví dụ đây mình đặt ở vị trí số 3. Thì các anh chị đưa chọn chuột vào ha, cho thanh thước này các anh chị lít hai cái thì nó sẽ hiện ra. Ở trên đây các anh chị sẽ nó sẽ hiện ra cái bảng tab. Thì đây các anh chị thấy là mình đã đặt cái tab được ở vị trí 3 cm rồi nè. Thì ở đây mình sẽ đặt ở phần trung tâm, tức là phần left, tức là khi mà các chị đánh chữ, các anh chị đánh chữ nè, ví dụ đây, thì nó sẽ từ bên trái, từ bên trái nó đi vào phải, ha. Còn các anh chị lít vào chỗ trung tâm thì nó đánh từ ngay chỗ trung tâm, nó sẽ cách ra hai bên. Còn đối với mà cái phần right này, cái phần right thì từ bên phải, các bạn nó đánh từ đầu từ bên phải đi qua, ha. Thì ở đây mình đánh vào phần trung tâm, các bạn chọn center, sau đó các anh chị chọn OK. Đây, 3 cm các anh chọn, sau đó các anh chị chọn OK. Rồi sau đó mình sẽ đánh nè, ví dụ như đây là mình đánh là Ủy ban dân ha. Phường gì đó. Rồi thì các anh chị sẽ thấy nó sẽ đi ra đúng không? Còn phía bên đây là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì mình muốn đặt ở ngay chỗ cái tab số 12 này. Thì các anh chị cũng đưa cái mũi tên vào trong cái tab 12 này. Ha, số 12 này cánh tay lít hai cái thì nó sẽ ra cái tab nè. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào trong cái số 12 trong tab nè. Tức là chúng ta đang làm gì? Sau đó các anh chị bấm center và các anh chị bấm OK. Sau đó các anh chị nhấn phím tab trên bàn phím thì nó sẽ nhảy về cái tab số 12 và sau đó chúng ta sẽ đánh. Rồi, sau đó các anh chị ha đánh xuống hàng thì ở phía đây. Phía đây các anh chị tap vào một tab thì nó sẽ nằm ở tab thứ nhất, ví dụ như là địa chỉ gì đó, ví dụ như đây là cơ quan, ví dụ trường gì đó ha, ví dụ trường tiểu học gì đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ đánh qua, chúng ta sẽ tap tiếp là qua tab thứ hai, chúng ta sẽ đánh vào cái chữ là độc lập tự do hạnh phúc ha. Rồi thông thường thì trên đây thì nó bôi đậm thì chúng ta bôi đậm, hoặc là chúng ta sẽ bấm Ctrl B ở trên bàn phím thì nó cũng bôi đậm ha. Đó thì các anh chị khi đi đây thường nó có cái gạch thì các anh chị bấm vào trong đây, vào trong chữ U gạch hoặc là bấm Ctrl U thì nó cũng sẽ ra. Rồi đối với phần phía dưới thì nó sẽ có như thế này, tức là khi mà ở dưới ha thì chúng ta muốn đặt tab giữa, hoặc là sau khi cái phần này xong rồi, sau khi cái phần đã chơi là làm xong rồi thì các anh chị bỏ hai cái tab ở trên đi, chúng ta bỏ hết tab ra đi và sau đó chúng ta sẽ chọn cho đây nè ha, cái này là nút canh, chúng ta sẽ bảo chọn vào ví dụ như đơn gì đó, đơn xin gì đó ha, ví dụ vậy. Rồi, chúng ta bỏ. rồi thì dưới đây thì các chị sẽ thấy là đây là thường nó sẽ có là tôi tên đúng không? Nó thường nó có tôi tên gì đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đánh ha. Dù đây. Tôi tên. Các chị đánh hai chấm. Thì bây giờ các anh chị sẽ đặt tab nè. Ví dụ các anh chị đặt tab. Nếu mà các anh chị đặt tab á, thì các anh chị bây giờ các anh chị sẽ lít vào cái tab mà chúng ta cần. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái tab ở đây. Thì đây thường nó có các dấu chấm nè. Các anh chị cũng lít hai cái, đây chúng ta sẽ đặt tab. Thì đây các anh chị sẽ đặt tab là từ ha, từ trái sang phải là chúng ta đặt right ha.
Và sau đó các anh chị sẽ thấy là thông thường tôi tên thì để mà ghi tay á, thì nó sẽ có những dấu chấm. Thì ở đây các bạn sẽ thấy nếu ô số 1 là nông, tức là không có cái, nó không có cái hiệu biểu hiện gì cả, tức là nó sẽ trống hết. Còn số 2 á thì nó sẽ hiện cái dấu chấm một lần đứt cho chúng ta để chúng ta ghi tên. Số 3 là cái lần đứt mà nó nằm ở giữa chữ. Số 4 là nằm đứt mà ở gạch dưới ha, thì chúng ta chọn số 2. Chúng ta bấm đây, chúng ta chọn số 2 và sau đó bấm ok. Khi mà chúng ta đánh như vậy xong. Ví dụ tôi tơ thì sai xong. Chúng ta đã tap rồi thì các anh chị sẽ bấm tap ở trên bàn phím á. Chúng ta sau khi chúng ta đánh là chúng ta bấm tap trên bàn phím gì thì các anh chị sẽ thấy là một cái lần đứt nó sẽ chạy tới đây. Nó sẽ chạy tới đúng cái vị trí 13.5 này. Bây giờ nếu mà các anh chị muốn mà cái tap này muốn cái dòng này nó ra hết luôn. Nó ra hết tới ngay chỗ 17 thì các anh chị sẽ kéo cái này ra. Chúng ta sẽ kéo tab ra thì nó sẽ hiện ra 17 và sau đó các anh chị đánh tab tới ha, tab tới nè các anh chị thấy không, để tab tới. Nếu các anh chị muốn thêm một hàng nữa thì các anh chị bấm tab phát thì nó sẽ hiện ra một cái dòng như thế này ha. Đó, ví dụ tôi tên rồi. Cái này là phần tên. Sau khi xong hết thì các anh chị có thể bỏ đi. Sau đó các anh chị sẽ thấy nè, bây giờ chúng ta sẽ đặt tab. Bây giờ tôi tên gì đó là sinh năm, số chứng minh nhân dân ngày cấp đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cần đặt ba tab. Đặt ba tab thì các anh chị đánh là thứ nhất là cái tab thứ nhất, ví dụ như các anh chị tôi sinh năm thì các anh chị muốn đặt ở vị trí số 4 này, 4 cm này, một cái tab ha, một cái tab thì đây, một cái tab. Sau khi các anh chị đặt bấu xoa chúng ta đặt luôn xuống, chúng ta sẽ canh ha. Sau khi đó đặt thứ nhất là cái tab số 4 sang này, rồi thứ hai là cái số chứng minh nhân dân, số mình muốn đặt ở vị trí số 10 thì chị cũng thích hai cái vào ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đặt thêm 14 nữa, là ví dụ như cái gì đó là ghi chú hay là cái gì đó ha. Rồi với đặt đây, rồi chúng ta hai cái thì đây chúng ta sẽ thấy nè, số 4 nè, các anh chị bấm vào số 4, các anh chị bấm vào cái lần đứt các bạn bấm set, sau đó cái 10 các anh chị bấm vào lần đứt bấm set và 15 và chúng ta sẽ set cho nó luôn. Rồi bây giờ thứ nhất là sinh năm ha, sinh năm các anh chị hai chấm, sau đó các anh chị tap thì nó sẽ đúng ngay chỗ vị trí số 4. Sau đó các anh chị sẽ sinh năm rồi số chứng minh ha, số chứng minh nhân dân các anh chị hai chấm, các bạn bấm tap thì cái lần đứt nó sẽ ra trực tiếp tới số 10. Sau đó là chúng ta sẽ ghi thêm cái gì, nơi cấp, chúng ta hai chấm, chúng ta bấm tap ha, thì nó sẽ hiện ra đây. Khi như là nếu mà chúng ta muốn ở đây cho nó ra thẳng đây luôn á thì chúng ta sẽ sửa lại cái tab số cuối cùng á, là cái tab số 17. Thì đây nè các anh chị, nó bấm là 17 cm thì nó mới đúng ha. Chúng ta sẽ xóa cái và sau đó chúng ta sẽ bấm cái 17 nè, ok đó, thế các anh chị thấy không, tức là nó sẽ hiện ra thế này ha. Rồi bây giờ khi mà các anh chị đa số bây giờ các anh chị nè, khi mà các anh chị sử dụng mà những cái lời mà để cho người ta phê á ha, thông thường các anh chị khi sau khi các anh chị sử dụng tab rồi các anh chị bỏ hết này, các anh chị kéo xuống ha, các anh chị giữ vào tab và anh chị kéo thẳng xuống, kéo vô phần chỗ trang thì nó sẽ mất cái tab, nó không còn tác dụng nữa. Còn khi mà các anh chị ví dụ như các anh chị muốn đặt cái lời phê cho một cái tờ giấy gì đó ha, thì các anh chị có là thông thường các anh chị ha, thông thường là các anh chị là hay sử dụng là cái dấu chấm ở trên cái bàn phím đúng không? Thì bây giờ các anh chị ví dụ như các anh chị đặt chúng ta cũng phải sử dụng tab, bây giờ chúng ta sẽ đặt ví dụ như lời nhắc, lời phê gì đó thì bây giờ chúng ta cũng đặt tab như vậy đó. Ví dụ các anh chị muốn đặt ở vị trí số 17 ha, số 17 thì các anh chị lít vào, chúng ta lít vào nè, chúng ta đặt tab. Thì bây giờ đây là các anh chị đánh số 17 cm và trong đó chúng ta chọn cái dấu này nè ha, chọn 12, chúng ta chọn set, bỏ cái tab lúc đầu đi, bấm lìa đi thì chúng ta bấm ok và sau đó chúng ta bấm tab cho đấy thì nó sẽ ra. Sau đó các anh chị nè, các anh chị cứ enter xuống và các anh chị tab thì nó sẽ đều hết luôn ha, các anh chị thấy không, đó nó sẽ đều hết vậy luôn đó. Thì cái tab này nó sẽ làm cho cái văn bản chúng ta sẽ cân đối, nó được cân đối và vuông vắn rất là nhiều, nó rất là có ích, nó rất là nhanh. Khi mà chúng ta, nếu các anh chị thấy mà nếu mà cái tiệm nào mà chuyên ngồi đánh văn bản thì họ sử dụng tab rất là nhiều và họ khi sử dụng thành thạo họ sử dụng rất là nhanh và một cái văn bản họ trình bày nó rất là đẹp. Còn nếu mà các anh chị mà cứ ngồi mà các anh chị mà
mà cứ dùng mũi tên này các anh chị chấm 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 như thế này á, thì khi đó cái tab nó lại vừa không đẹp và nó sẽ bị lệch lên lệch xuống. Thì do đó là trong quá trình làm thì các anh chị nên sử dụng tab ha. Còn nếu mà các anh chị mà không có quen lít cho trong cái thước này thì các anh chị cũng có thể là các anh chị vào trong cái phần paragraph. Paragraph trên đây, các anh chị lít vào mũi tên nhỏ phía sau phía phía bên phải này, các anh chị lít xuống thì nó sẽ hiện ra một cái bảng paragraph, thì các anh chị bấm vào tab này. Ha. Bấm vào tab thì các anh chị cũng có thể đặt đặt tab cho nó. Các anh chị có thể đặt tab cho nó, ví dụ đang làm 17. Bây giờ mình ly hết rồi, mình ly hết tab nha. Rồi bây giờ các anh chị vào trong cái paragraph sổ mũi tên xuống, các anh chị vào tab bên đây. Rồi các anh chị đặt tab nè, ví dụ đây mình đặt tab ở vị trí số 10 thì các chị đánh vào số 10 ở đây. Và sau đó các anh chị set ha, các anh chị nhấn vào số 10 nè. Các anh chị set thì các anh chị có thể là đặt ở left hoặc là center gì đó hay là right. Rồi sau đó các anh chị set nó đi. Tức là cho nó ghi nhớ, sau đó bấm ok thì trên đây nó sẽ hiện ra một cái tab nè các anh chị thấy không? Ở đây tab chúng ta đây có một cái tab 17 này chúng ta đã làm rồi. Thì nó sẽ hiện ra cái tab ha. Tuy nhiên cái cách đó thì nó hơi 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 chậm chút là chúng ta ấy, còn bây giờ chúng ta chỉ cần các anh chị đưa ha, chúng ta sẽ đưa vào cái thước đưa trên đây. Thì khi mà các anh chị mà đưa 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 mà nó khi mà các anh chị đưa vào giữa thanh thước thì thông thường các anh chị lít thì nó sẽ hiện ra cái phần base setup. Nhưng mà các anh chị hơi đưa vào cái chỗ phía phía bên cái lằn mờ dưới nè. Ha, các anh chị đưa mũi tên vào đó thôi, vào dưới cái lằn mờ thì nó sẽ hiện ra cái tab ngay ha. Chứ còn nếu các anh chị nhiều lúc các anh chị không, các anh chị lít và các anh chị cứ đưa vào ở trong cái giữa cái thước này thì nó thông thường nó sẽ hiện ra cái base setup là nhiều hơn ha. Đấy, nó base setup là nhiều hơn ha. Do đó khi đó các anh chị nên nè đưa cái mũi tên nè. À, các anh chị đưa cái mũi tên đưa trên vừa tới cái chỗ cái đường đường lằn dưới cây thước á, ha. Thì chúng ta lít hai cái thì nó sẽ ra tab. À, thì ở đây là có đây là cái phần lia, tức là lia này tức là lia tức là cái phần bỏ tab từng cái nè. Còn nếu các anh chị bỏ vào cái lia Âu thì nó sẽ bỏ bỏ lia hết luôn ha. Nó sẽ trống trơn hết trong đây. Rồi sau đó chúng ta bấm ok. À, thì đó là cái cách mà chúng ta sử dụng tab trong văn bản và cách đặt tab. À, hy vọng là video này sẽ giúp ích được cho tất cả các bạn và các anh chị. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là hết ha. Nếu các anh chị cảm thấy có hữu ích và có lợi ích cho cộng đồng thì các anh chị cũng có thể là share để mọi người cùng theo dõi. Và nhớ đừng quên bấm like video để ủng hộ tinh thần cho kênh Bado Official ha. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì các anh chị hãy giúp mình đăng ký kênh để ủng hộ kênh một ngày phát triển hơn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở video sau. Chúc các anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và làm ăn thật nhiều đất khách và thành công trên công việc của mình ha. Và bây giờ xin chào các bạn và các anh chị.